Warsaw cảnh báo Kiev phạm sai lầm nghiêm trọng sau khi Ukraine triệu đại sứ Ba Lan để phản bác lời chỉ trích rằng họ vô ơn. Câu hỏi đặt ra lúc này là Ba Lan có quá khắt khe với người anh em của mình trong các phản ứng gần đây. Xét về chính trị quốc tế, khi Ukraine đang nhận sự ủng hộ to lớn từ Ba Lan trong cuộc xung đột, những sai lầm như vậy đáng lẽ không nên xảy ra. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ danh dự, an ninh của Ba Lan và không đặt lợi ích của quốc gia nào trên lợi ích của Ba Lan, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 1 tháng 8 đăng trên Twitter về việc Ukraine triệu đại sứ Ba Lan. Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng ngày cũng triệu đại sứ Ukraine tại Warsaw Vasil Zhivarik, song không nêu nội dung cuộc trao đổi. Trước đó, Ukraine triệu đại sứ Ba Lan tại Kiev Bartosz Cichocki để phản đối những bình luận không thể chấp nhận được từ cố vấn chính sách đối ngoại Marcin Sidon của Warsaw. Ông Sidon đã ám chỉ Kiev vô ơn khi nói rằng Ukraine nên bắt đầu thể hiện cảm kích với sự hỗ trợ từ Ba Lan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói, đó là tuyên bố sai sự thật và không thể chấp nhận. Phó tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Andrei Sibiga cũng chỉ trích quan chức Ba Lan đưa ra tuyên bố vô căn cứ. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm 2022, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Warsaw cũng thuyết phục các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev. Tuy nhiên, quan hệ hai nước láng giềng gần đây mâu thuẫn khi Ba Lan dẫn dắt bốn nước châu Âu khác là Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania cấm ngũ cốc giá rẻ nhập khẩu từ Ukraine để bảo vệ nguồn ngũ cốc nội địa. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.